chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất khả thi công khai minh bạch, thời gian qua tỉnh Long An luôn quan tâm đến công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân các cấp theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật bao gồm 4 nghị quyết và 18 quyết định. Quá trình tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đều đảm bảo quy định từ khâu lập đề nghị xây dựng văn bản đến tổ chức soạn thảo văn bản. Ở giai đoạn này, phần lớn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đều thành lập tổ soạn thảo để tổ chức soạn thảo, thảo luận về dự thảo văn bản trước khi tiến hành lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan tổ chức có liên quan. Cũng trong 6 tháng qua, Sở Tư pháp đã tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố hai danh mục văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực ngưng hiệu lực thi hành năm 2023 bao gồm 69 văn bản trong đó có 48 văn bản hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2023 và 21 văn bản hết hiệu lực một phần trong năm 2023. Nhằm kịp thời chi trả trợ cấp theo mức mới cho người có công, tỉnh Long An đã chủ động ra soát kiểm tra hồ sơ, điều chỉnh trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công theo quy định của chính phủ. Cụ thể thực hiện chuyển hưởng chế độ đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng từ mức hưởng trợ cấp tuất 1 2 3 liệt sĩ sang một mức trợ cấp thống nhất 3 lần mức chuẩn cho 122 trường hợp chuyển hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho tăng mức trợ cấp với số lượng gần 20.000 trường hợp, điều chỉnh trợ cấp và truy lĩnh trợ cấp do tăng mức trợ cấp theo quy định tại nghị định số 55 của chính phủ được thực hiện vào tháng 10 năm 2023, giải quyết tuất con liệt sĩ khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi 375 trường hợp, giải quyết tuất từ trần 41 trường hợp, trợ cấp một lần cho người thờ cúng liệt sĩ 852 trường hợp, thay đổi người thờ cúng 668 trường hợp, thu hồi trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 256 trường hợp. Bệnh viện quân y 7A Cục Hậu Cần Quân khu 7 phối hợp cùng khoa ngoại gan mật tụy Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh cho gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Định của huyện Cần Đức. Đây là chương trình nằm trong chủ hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Tại đây có 340 gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Long Định được các y bác sĩ khám sức khỏe tổng quát, tư vấn các bệnh liên quan đến nội khoa, ngoại khoa. Bên cạnh được cấp thuốc miễn phí, các hộ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quà là tiền mặt mỗi phần 500.000 đồng tổng kinh phí cấp thuốc và tặng quà trên 184 triệu đồng do Bệnh viện quân y 7A Cục Hậu Cần quân khu 7 tài trợ. Đây là việc làm thường xuyên của cán bộ nhân viên bệnh viện nhằm quan tâm giúp đỡ những gia đình có công với cách mạng đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dùng căn cứ cách mạng thể hiện truyền thống đền ân đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đảng bộ xã Hương Điền B, quyện Tân Hưng đã nỗ lực xây dựng nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả thiết thực xác định việc học tập nhân rộng những cách làm hay, các mô hình hiệu quả chính là kết quả cụ thể nhất của bước làm theo trong thực hiện học tập và làm theo bác. Đảng bộ xã gương Điền B đã cụ thể hóa các nội dung của kết luận số 01 bằng nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo như duy trì thực hiện tốt mô hình chào cờ, sinh hoạt giáo dục chính trị đầu tuần và kết hợp kể chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mô hình dẫn động quỹ người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, nuôi kheo đất, khổ gạo tình thương trong thời gian qua thì chúng tôi đã có xây dựng rất là nhiều cái mô hình nhưng mà đặc biệt xác định cái thấy rằng cái có một cái mô hình rất là hiệu quả mà hiện nay đảng bộ xã đang làm đó là mô hình mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân tiết kiệm góp vốn xây dựng quỹ an sinh xã hội nhờ làm tốt mô hình này từ năm 2019 tới nay thì cũng đã giải quyết được một phần khó khăn cho gia đình chính sách hộ nghèo hộ khó khăn trên địa bàn được kịp thời trong xây dựng sửa chữa nhà cửa thì cũng như là thăm hỏi khi ốm đau và kể cả giải quyết những khó khăn cho những hộ nghèo được kịp thời đến nay cán bộ đảng viên, công dân viên chức và nhân dân xã Hương Điền B đã đóng góp vào mô hình với số tiền trên 100 triệu đồng. qua đó kịp thời hỗ trợ cho các gia đình cán bộ đảng viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học bổng, bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn. Gia đình tôi hiện tại cũng hơi gặp khó khăn Con cái còn nhỏ Bệnh thì cũng hơi nhiều Cũng nhờ đảng quỹ quỹ ban Xã đã hỗ trợ Nguồn vốn về Tinh thần Và quỹ an sinh xã hội Để giúp đỡ cho tôi vượt qua khúc khó khăn này Hoàn cảnh gia đình cũng có khó khăn Cho nên cũng đảng quỹ cũng trích một phần là 5 triệu từ quỹ an sinh của xã hỗ trợ cho để bù vào thêm số tiền để sang xây, xây dựng cái căn nhà cho hoàn chỉnh thì khi mà có được căn nhà thì tôi cũng yên tâm công tác sau 3 năm thực hiện kết luận công bộ, về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Đảng bộ xã Hương Điền B được Ủy ban nhân dân huyện tuyên dương khen thưởng vì đã đạt thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, mới đây trường chính trị tỉnh Long An tổ chức cho các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị C164 nghiên cứu thực tế tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên các học viên được tiếp cận nội dung thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở cơ sở và thực tiễn công tác phổ biến giáo dục pháp luật của chính quyền địa phương, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn huyện. Qua nghiên cứu thực tế, giúp học viên tiếp cận thực tiễn, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng để phục vụ tốt công tác. Đầu Xuân là huyện miền núi của tỉnh Phú Yên, có 10 đơn vị hành chính cấp xã và một thị trấn, tổng diện tích tự nhiên hơn 1.000 km vuông, tổng dân số hơn 55.300 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 19,4%. Đến nay, huyện có 6 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một khu dân cư được công nhận khu cô dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian gần đây, nạn nhân bị lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng và không ít người đã mất số tiền lớn. Để hạn chế các vụ, người dân bị lừa đảo qua mạng, Quyền Bến Lức đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức để người dân nâng cao nhận thức, đề cao cảm giác với các thủ đoạn của tội phạm. Công an huyện Bến Lức đã có văn bản thông báo đến các cơ quan đơn vị xã thị trấn để tuyên truyền tới cán bộ, công nhân, người dân biết và cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo qua mạng. Cùng với đó, lực lượng công an từ quyền đến cơ sở thực hiện quản lý chặt địa bàn, đối tượng thường xuyên tuần tra, nắm tình hình nhằm phát hiện, triệt phá các đường dây ổ nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, củng cố chắc hồ sơ khởi tố các vụ việc có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Bên cái thông tin cá nhân của mình, Giờ cái tại mình bán hàng đây nè, mình có cái số điện thoại mình mình treo đó thì mình để đó, thì nó gọi gọi thì đa số là gọi mình à, lên xác nhận cái thông tin. Theo em biết thì bên công an mà làm việc á, thì phải có cái giấy mời mình xác nhận. Còn mình mà muốn chuyển tiền một cái gì đó gì cũng nhằm cái mục đích gì đó thì mình phải xác nhận xác nhận giống như rõ ràng nhưng mà mình cảm thấy là nên hạn chế luôn đi hạn chế và bên giống như chuyển tiền mà nói xác nhận công an bắt chuyển tiền làm này làm kia thì hoàn toàn là không có từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Bến Lức đã xảy ra một vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lớn vì vậy ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì mỗi người cần tự tìm hiểu nâng cao nhận thức của bản thân đề cao cảnh giác với các đối tượng lừa đảo qua mạng hay truy cập vào các trang lạ trên mạng các cuộc gọi tin nhắn phải kiểm chứng rõ ràng. Quyền đoàn Cần Duộc tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội tham gia giữ gìn an ninh trật tự với sự tham gia của gần 100 đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn quyền. Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên phiên tòa thực tế, tái hiện với đầy đủ thành phần tham gia theo đúng quy định của luật tố tụng hình sự với các phần thủ tục tranh tụng và tuyên án. Qua cái phiên tòa này cho em được một cái cảm giác rất là thích thú khi mà lần tiên em được tham gia một phiên tòa giả định thứ hai nữa là phiên tòa này giúp cho em hình dung được những tác hại cũng như là sự răng đe về ma túy và nỗ lực phòng chống nói không với ma túy cũng như là tuyên truyền lại cho những bạn khác phiên tòa giả định được thực hiện từ năm 2020 đến nay và hiện tại thì trong dịp hè phiên tòa sẽ được lưu diễn ở các xã thị trấn để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các bạn thanh thiếu nhi thông qua những cái tình huống câu chuyện thật và thông qua đó thì giúp cho các bạn sẽ nắm sâu hơn về những cái quy định cũng như những chế tài khi mà vi phạm pháp luật để tuyên truyền vận động trong các bạn đoàn viên thanh niên sống tốt và chấp hành tốt mọi chủ trương pháp luật. Đây là hình thức tuyên truyền pháp luật sinh động, dễ hiểu, thu hút đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia, qua đó góp phần giúp đoàn viên thanh niên củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng số thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp qua cổng thương mại điện tử 6 tháng đầu năm là 4.039 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính cũng cho biết đã có thêm 26 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế tại Việt Nam qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, lũy kế đến nay đã có 102 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký khai thuế và nộp thuế qua cổng thương mại điện tử đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore. Ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số 18 trên 2024 trên TTNHNN về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có các quy định mới liên quan đến việc rút tiền qua thẻ tín dụng. Theo đó, đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng tiền Việt Nam trong một ngày. Đối với thẻ tín dụng, Tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo số nhận dạng ngân hàng của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng tiền Việt Nam trong một tháng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm sau 2025. Nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới hiện đại, đặc sắc, độc đáo, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sức hấp dẫn và thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, năm nay tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu Tràng An Quốc Vương năm 2024. Thời gian tổ chức dự kiến trong 4 ngày từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 tại khu công viên văn Quá Tràng An. Lễ hội gồm các hoạt động chính như tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách, trình diễn ánh sáng khinh khí cầu kết hợp trình diễn các chương trình nghệ thuật, trưng bày đặc sản địa phương, sản phẩm ô cốp các vùng miền. Khác hoàn toàn với các dự đoán ban đầu, dòng 2 của cuộc bầu cử quốc hội Pháp diễn ra ngày 7 tháng 7 đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi khối chính trị giành vị trí dẫn đầu không phải là đảng tập hợp quốc gia theo đường lối cực hữu, thay vào đó lại là liên minh mặt trận bình dân mới theo đường lối cánh tả. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính đến, đến 23 giờ tối 7 tháng 7 theo giờ địa phương, liên minh mặt trận bình dân mới giành được 184 đến 186 ghế. Mặc dù giành thắng lợi lớn ở vòng đầu tiên, nhưng đảng tập hợp quốc gia và đồng minh chỉ giành được từ 141 đến 143 ghế, chấp nhận dự bước ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, liên minh cùng nhau của Tổng thống Macron chính thức mất đa số tương đối và chỉ dị đích ở vị trí thứ hai, với việc giành được từ 160 đến 162 ghế so với 254 ghế trong nhiệm kỳ trước. Do không có lực lượng chính trị nào chiếm đa số tuyệt đối, tổng thống Macron sẽ không bị buộc phải từ chức hay buộc phải chọn thủ tướng từ phe đa số tương đối mạnh nhất. Tuy nhiên, tổng thống Macron, quốc hội và chính phủ mới tại Pháp được dự báo sẽ đứng trước nguy cơ lớn là không thể dễ dàng làm việc cùng nhau. hôm qua hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận trao đổi con tin với israel và chấm dứt cuộc xung đột ở gaza mà không cần một lệnh ngừng bắn toàn diện và vĩnh diễn một quan chức giấu tên của hamas cho biết trước đây lực lượng này yêu cầu israel phải đồng ý về việc một lệnh ngừng bắn toàn diện và vĩnh diễn tuy nhiên giờ đây hamas có thể bỏ qua điều kiện này do các bên trung gian hòa giải cam kết khi nào các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân tiếp tục thì lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục được duy trì đây được xem là lập trường có phần mềm mỏng hơn của hamas trong bối cảnh các nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ, Qatar và Ai Cập đang được thúc đẩy nhằm tiến tới chấm dứt xung đột kéo dài 9 tháng qua ở Gaza. Trước đó, Israel hôm 5 tháng 7 cho biết đã cử một nhà đàm phán đến Doha của Qatar để thảo luận với các bên trung gian hòa giải. Tel Aviv cho biết vẫn còn những khoảng cách giữa lập trường của Israel và các đề xuất của Hamas, nhưng đại diện của Israel có thể trở lại Doha trong tuần này để thảo luận thêm. mới đây hàng trăm bệnh nhân ở hàn quốc đã xuống đường biểu tình kêu gọi các bác sĩ quay trở lại làm việc và có giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh cuộc đình công của các bác sĩ bước sang tháng thứ năm các bệnh nhân cũng bày tỏ mong muốn chính phủ và các nhà lập pháp đảm bảo rằng tình trạng khủng hoảng này sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong bối cảnh cho đến nay chưa có giải pháp khả thi nào được đưa ra các bệnh nhân kêu gọi hai bên nhanh chóng đi đến thỏa hiệp khi cho biết chính mạng sống của họ đang bị đe dọa từ tháng 2, hàng ngàn bác sĩ tập sự đã ngừng làm việc để phản đối kế hoạch của chính phủ về việc mở rộng tuyển sinh vào trường y, cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo ngành y. Khi cuộc đình công của các bác sĩ bước sang tháng thứ năm, một số bệnh viện được cho là còn đe dọa sẽ đưa ra các hành động nghiêm trọng hơn như định chỉ việc phẫu thuật vô thời hạn trong nhiều ngày và nhiều tuần. Hàn Quốc vừa trải qua tháng 6 nóng nhất trong hơn một nửa thế kỷ với mức nhiệt trung bình ghi được đạt mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu thời tiết được lưu giữ lần đầu tiên cách đây 52 năm. Theo báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong tháng 6 là vào ngày 19 tháng 6, khi nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Seoul lên tới 35,6 độ C. Thành phố công nghệ Daejeon cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong cùng ngày này với con số đo được là 36,1 độ C. Tính trong cả tháng, nhiệt độ trung bình ở Hàn Quốc trong tháng 6 cao hơn 1,3 độ C so với cùng kỳ các năm trước. Số ngày nắng nóng trong tháng cũng cao hơn so với các năm trước. Cục Khí tượng Hàn Quốc giải thích, nhiệt độ tại nước này đặc biệt tăng cao trong thời gian qua là do ảnh hưởng của áp thấp và luồng không khí nóng tràn vào từ phía tây Trung Quốc. Cơ quan này dự báo có đến 40% khả năng nhiệt độ trung bình và lượng mưa trong tháng 7 sẽ tương tự hoặc cao hơn so với những năm trước.